Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình với sự phối hợp thực hiện giữa đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và truyền hình tin tức Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chương trình Thấu lý thấm tình từ lâu đã trở thành chương trình truyền hình quen thuộc với tất cả chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều mở tivi lên và cùng theo dõi những nội dung của chương trình để có thể cập nhật những kiến thức về luật cũng như là những kỹ năng giải quyết những tranh chấp dân sự một cách vừa thấu tình vừa đạt lý. Và thưa quý vị, người sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong số phát sóng lần này chính là luật sư Trần Quang Nhật đến từ Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Xin được chào luật sư ạ. Xin chào MC Ngọc Thân, Xin chào quý khán giả. Cảm ơn luật sư đã đến tham dự chương trình và thưa luật sư nội dung của lá thư ngày hôm nay như sau ạ. Chào luật sư, tôi đang có vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi. Vừa qua thì tôi có đi ăn tại một nhà hàng, vì có trải nghiệm không tốt tại nhà hàng nhưng không được giải quyết nên tôi đã đăng hình cùng với bài viết lên mạng xã hội. Thì sau đó quản lý nhà hàng đã liên hệ và yêu cầu gỡ bài viết, nếu không thì sẽ tố cáo lên cơ quan công an vì tôi đã sử dụng hình ảnh và cho rằng là tôi vu khống, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín của nhà hàng. Vậy thì xin hỏi là trong trường hợp này tôi có vi phạm pháp luật hay không và tôi nên làm gì ạ? Dạ. Yeah thưa luật sư không biết là luật sư nghe về câu chuyện này thì luật sư cảm thấy như thế nào ạ? À? thì hiện nay á mọi công dân làm tưởng là mình được cái quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do báo chí nhưng chúng ta không hiểu bản chất những cái quyền đó sẽ thực hiện như thế nào cứ nghĩ mình được quyền mình nói trên mạng xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng pháp luật có quy định những cái trường hợp mình đăng tải những cái hình ảnh, mình viết những cái bài viết không đúng sự thật lên trên mạng xã hội nhằm gây ảnh hưởng về mặt vật chất hoặc đe dọa gây ảnh hưởng về mặt vật chất hoặc tinh thần là điều vi phạm pháp luật và bị pháp luật xử lý. Dạ. Vậy thì um, theo những chia sẻ của luật sư thì không biết là đối với trường hợp của vị khán giả mà Ngọc Hưng đã chia sẻ qua bức thư thì um, đó có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Và nếu có thì luật sư có thể chia sẻ cụ thể là đã vi phạm những quy định gì ạ? À? Thì theo như vị khán giả này viết thư về cho chương trình, vị khán giả này cũng đã thừa nhận rằng quản lý nhà hàng có gọi điện nói rằng là gỡ bài xuống chứ nếu không sẽ bị tố giác ra cơ quan công an và chính cái vị khán giả này họ cũng đã thừa nhận rằng có những cái vấn đề là họ đưa trên mạng xã hội họ dùng những cái hình ảnh chưa được sự đồng ý của người khác và họ viết những cái thông tin nó không đúng sự thật thì chính bản thân họ là đã đã biết được những cái cái việc làm của họ là sai trái thì nếu như trong trường hợp mà bên quản lý nhà hàng họ yêu cầu gỡ bài xuống thì khi vị khán giả vị khán giả này gỡ bài xuống thì đương nhiên là các bên không có cái việc gì xảy ra còn nếu như phía bên nhà hàng họ cảm thấy rằng vị khán giả này đưa những cái hình ảnh viết những cái bài nó không đúng sự thật gây ảnh hưởng cho họ về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần thì họ cũng có quyền họ tố cáo cái người đưa những cái thông tin sai sự thật lên mạng xã hội ra trước cơ quan công an. Và trong cái việc tố cáo họ cũng có quyền yêu cầu gỡ cái bài xuống chứ không phải là họ không yêu cầu được. Đó. Thì nếu như trong cái trường hợp này thực hiện theo cái yêu cầu của quản lý nhà hàng là gỡ bài xuống, phía bên nhà hàng cũng không có khiếu nại, không có tố cáo. Xem như cái sự việc đã được khép lại dạ vậy đó sẽ là một trong những cách để mà chúng ta có thể giải quyết với nhau một cách ổn thỏa nhất tuy nhiên thì nhìn ở một cái khía cạnh khác thì cái việc mà một vị khách hàng chúng ta có chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế của mình về nhà hàng để cho những cái thực khách tiếp theo họ đến và họ sẽ có một cái đánh giá phần nào đó về chất lượng của nhà hàng đó cũng như là quán ăn ừ, ngọc hân thấy là lần ranh ấy cũng khá là mong manh đúng không ạ luật sư nghĩ sao về điều này nếu mà chúng ta truyền tải học viết bài những cái thông tin lên mạng xã hội nó đúng với sự thật với cái mục đích để cho mọi người biết tránh những cái trường hợp đó để mà không bị xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình như chúng ta biết ở trên mạng xã hội chẳng hạn như những cái trường hợp những cái nhà hàng những cái quán ăn họ tính tiền cắt cổ thì cái người mà bị tính tiền đó đó họ chụp cái bill tính tiền họ đăng tải thì các cái cơ quan quản lý nhà nước ngay tại cái địa phương mà nơi nhà hàng đó đóng họ tới họ làm việc coi thử là cái việc phản ánh của khách hàng như vậy là có đúng hay không thì họ sẽ có những cái biện pháp xử lý về vấn đề xử phạt vi phạm hành chánh vậy thì những cái trường hợp chúng ta đưa lên mạng xã hội một cách chân thật nhằm phản ánh những cái tồn tại, những cái thiếu sót hoặc những cái vi phạm của các cái tổ chức cá nhân. Đó và những cái trường hợp này là pháp luật không cấm thì chúng ta nên làm. Còn những cái trường hợp chúng ta cố tình chúng ta đưa những cái hình ảnh sai sự thật, viết những bài viết nó không đúng nhằm miệt thị, làm giảm uy tín hoặc cũng có những cái trường hợp là cạnh tranh trong cái lĩnh vực thương mại, chẳng hạn như giữa nhà hàng này với nhà hàng kia họ cũng bày ra những cái mưu trò như thế để khách hàng đừng có ghế vào cái nhà hàng của người đó mà ghé tới nhà hàng của họ cũng là những cái trường hợp đó là những cái như vậy vậy thì những cái trường hợp đó là cạnh tranh không có lành mạnh người ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi nhưng cái tác hại của cái việc đó rất là lớn nếu như đó, để lại những cái hậu quả như tôi phân tích về mặt vật chất về mặt tinh thần đe dọa xâm phạm tới những vấn đề đó cũng sẽ bị vi phạm pháp luật như chúng ta thấy là hiện nay trên các cái phương tiện thông tin đại chúng đó, nhiều người đưa ra những cái hình ảnh nó không đúng phản ánh những cái chuyện này những cái chuyện kia rồi cuối cùng sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước họ mời lên họ phạt vi phạm hành chánh với cái mức phạt có người thì 5 triệu có người thì 7 triệu rưỡi có người thì 10 triệu luật hình sự cũng có điều chỉnh về những cái nội dung, những cái vấn đề mà xâm phạm lợi dụng cái quyền tự do dân chủ mà xâm phạm những quyền lợi ích hợp pháp của các cái tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Cho nên thì theo quan điểm của tôi, việc mà lợi dụng cái mạng xã hội mà nhằm miệt thị, biêu xấu, cố tình là, là hạ uy tín danh dự của đối tác thì cần phải xử lý một cách nghiêm, không những nghiêm mà phải mạnh nữa, để tránh những cái trường hợp họ lợi dụng những cái vấn đề đó làm hoang mang đối với cộng đồng dân cư, hoang mang đối với người đọc, người ta biết được những cái trường hợp đó, chẳng lẽ nó như thế như thế, đâm ra nó hoang mang, nó cái hậu quả để lại rất nặng nề. Cho nên đối với những cái trường hợp mà lợi dụng cái mạng xã hội đưa những cái hình ảnh, thông tin, những cái bài viết không đúng sự thật gây ảnh hưởng gây thiệt hại về vật chất về tinh thần hoặc đe dọa sẽ gây thiệt hại tôi thấy pháp luật chúng ta cần xử lý nghiêm và xử lý nặng nữa để chấm dứt ngay cái tình trạng này Thưa luật sư, đối với cá nhân Ngọc Hân thì Ngọc Hân nghĩ rằng câu chuyện này chúng ta có thể giải quyết với một cụm từ đó chính là thuận mua vừa bán. Khi mà chúng ta trải nghiệm hoặc là sử dụng dịch vụ gì thì chúng ta có thể kiểm tra trước về cái mức tiền của cái dịch vụ đó cũng như là chất lượng dịch vụ xem là có phù hợp với mình hay không. Và Ngọc Hân nghĩ là nếu như mà chúng ta trải nghiệm một dịch vụ và chúng ta đã góp ý rồi nhưng mà vẫn không nhận được phản hồi thì chúng ta có thể bình tĩnh và chậm lại để từ từ tìm cách giải quyết một cách phù hợp để không vi phạm những cái hành vi pháp luật. Còn với một doanh nghiệp thì luôn phải đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng và làm sao để lấy khách hàng làm trọng tâm. Nếu như không giải quyết được những cái nhu cầu của khách hàng, thì Ngọc Hân nghĩ rằng doanh nghiệp đó cũng rất là khó để có thể tồn tại trên thương trường rất là cạnh tranh này, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã cùng đến đây và đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, nếu như có những thắc mắc gì, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0934 367 565. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi giải đáp trong những số phát sóng tiếp theo. Ngọc Hân và luật sư xin được gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.